Sau khi uống nước cam, tuyệt đối không được ăn ba loại thực phẩm đại kỵ này, cố tình ăn là sống thực vật suốt đời. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả yêu quý đang xem video. Thưa quý vị, cam không chỉ là loại trái cây có tác dụng giải nhiệt thông thường mà còn đem lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu thực hiện trên 6.000 người cho thấy những người chăm chỉ ăn cam có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành, huyết áp cao, tiểu đường và bệnh gút thấp hơn. Ngoài ra, cam cũng rất giàu vitamin C và axit citric, có tác dụng kích thích sản sinh collagen, có lợi trong việc làm đẹp da, củng cố sức khỏe xương khớp. Trong đông y, quả cam có vị ngọt, chua, tính mát, có tác dụng giải khát, sinh tân dịch, mát phổi, tiêu đờm, thanh nhiệt, lợi tiểu. Tuy nhiên, theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, dù cam có ngon và tốt như thế, nhưng chẳng phải ai cũng biết cách sử dụng sao cho đúng để tận dụng trọn vẹn tất cả dinh dưỡng của nó. Nhiều người kết hợp với cam cùng với những loại thực phẩm đại kỵ vô hình gây ra các phản ứng không tốt cho sức khỏe, và để đảm bảo an toàn, cần nhớ 1 giờ sau khi ăn cam không nên sử dụng 3 loại thực phẩm dưới đây. Sau khi uống nước cam, tuyệt đối không được ăn 3 loại thực phẩm đại kỵ này. Cố tình ăn là sống thực vật suốt đời. Dù cam ngon và tốt như thế nào, nhưng chẳng ai cũng biết cách sử dụng sao cho đúng để tận dụng được trọn vẹn tất cả những dinh dưỡng của nó đem lại. Nhiều người kết hợp với cam cùng những thực phẩm đại kỵ vô tình đã gây ra những phản ứng không tốt cho sức khỏe. Để đảm bảo an toàn, cần nhớ 1 giờ sau khi ăn cam, không nên sử dụng 3 loại thực phẩm dưới đây. 1. Sữa. Cần tránh uống nước cam chung với sữa trong một lúc, bởi protein trong sữa sẽ phản ứng với vitamin C trong cam, gây ra các phản ứng làm hại đường tiêu hóa, sẽ gây ra các phản ứng như đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy. Chính vì vậy mà mọi người không nên ăn cam trong 1 giờ sau khi uống sữa. 2. Hải sản. Hải sản và cam không được ăn cùng một lúc, vì hai thực phẩm này đều có tính lạnh. Nếu ăn chung sẽ gây ra khó chịu về đường tiêu hóa, sẽ dẫn đến những rối loạn về đường tiêu hóa, thậm chí là tiêu chảy. Đặc biệt là những người đang bị bệnh dạ dày thì không nên kết hợp hai món này cùng một lúc, vì sẽ gây ra phản ứng dị ứng. 3. Củ cải. Cam và củ cải không nên kết hợp cùng với nhau, bởi flavonoid có trong cam và thiosulfati trong củ cải sẽ tạo ra phản ứng hóa học, tạo nên một lượng lớn thiocyanatin. Khi mà chất này quá nhiều trong cơ thể sẽ làm giảm chức năng tuyến giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ. Ngoài ra, củ cải trắng còn kỵ với những loại trái cây như lê, táo và nho, bởi vì có thể gây suy tuyến giáp nặng. Uống nước cam dễ hấp thu vào cơ thể. Cách uống nước cam tốt nhất và cần có những kiến thức dựa lên tính chất của loại quả này. Nếu bạn uống nước cam đúng cách sẽ giúp cho các chất dinh dưỡng được hấp thụ và làm tốt nhiệm vụ của nó trong cơ thể. Vậy đúng cách như thế nào? 1. Thời điểm uống nước cam tốt nhất. Thời điểm thích hợp nhất để uống nước cam là khi bạn không cảm thấy no, cũng không cảm thấy đói. Thường thì nó sẽ là khoảng 1 đến 2 giờ sau ăn. Lúc này, dạ dày của bạn vừa tiêu hóa hết lượng thức ăn và sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới. Ngoài ra, cam mọng nước thì nên uống nước cam lúc này tốt cho quá trình thanh lọc cơ thể, ngăn chặn quá trình oxy hóa, làm đẹp cho làn da của bạn. Có một vài bà nội trợ thường có thói quen sau khi ép vắt cam đều sử dụng ngay, vì họ cho rằng lúc này cam mới thực sự tươi, ngon nhất. Tuy nhiên trên thực tế thì đây lại là một quan điểm rất sai lầm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước cam sau khi ép để ngăn bát một lúc mới có thể sử dụng, giúp cho cơ thể có thể hấp thu được nhiều chất chống oxy hóa hơn là nước ép tươi. 2. Liều lượng uống nước cam tốt cho cơ thể. Không chỉ uống nước cam vào lúc nào là tốt nhất, mà ngay cả liều lượng sử dụng cũng vô cùng quan trọng. Nước cam tốt cho sức khỏe
Nhưng khi sử dụng cùng một lúc quá nhiều trong thời gian dài, sẽ khiến cho bạn gặp phải một loạt các căn bệnh như tiểu đường, viêm loét dạ dày. Đối với nam giới trưởng thành thì nên bổ sung khoảng 90mg vitamin C, trong khi nữ giới thì chỉ cần khoảng 75mg vitamin C mỗi ngày. Lượng này tương đương với một trái cam vừa phải với kích thước có đường kính khoảng từ 4 đến 5cm. Phụ nữ mang thai thì cần uống nhiều nước cam hơn. Chúng ta có thể tăng dần từ 85 đến 120mg vitamin C khi bạn chuyển sang giai đoạn cho con bú. Còn đối với trẻ nhỏ thì lượng cam cho ăn không nên quá nhiều để có thể tránh tình trạng dị ứng cam. 10 tác dụng quan trọng nhất của nước cam. 1. Tăng cường hệ miễn dịch. Khả năng tăng cường hệ miễn dịch của trái cam đã được thể hiện qua yếu tố là rất giàu có vitamin C. Điều này giúp hỗ trợ kích thích sản sinh ra những tế bào trắng, làm tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, cam còn có chứa một lượng lớn vitamin A cùng với nhóm khoáng chất, đồng, folatin, kẽm giúp cho hệ thống miễn dịch luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Hoạt chất thiamine trong cam còn có tác dụng tuyệt vời giúp cơ thể chống lại được sự tấn công của virus, vi khuẩn từ bên ngoài cơ thể. 2. Giúp đẹp da. Khả năng làm trẻ hóa làn da đến từ nước cam đã được kiểm chứng. Vitamin C có trong nước cam sẽ giúp giảm kích thích sản xuất ra collagen để duy trì làn da căng bóng, khỏe mạnh. Đặc biệt, trong cam còn có chứa hoạt chất có tác dụng phụ thu hồi gốc tự do. Chính vì vậy mà ăn cam giúp chống lại tham gia quá trình lão hóa tự nhiên rất hiệu quả. 3. Giúp giảm cân. Mặc dù nước cam có vị ngọt, song đây là một vị ngọt tự nhiên và không có chứa nhiều hóa chất. Khi thưởng thức một ly nước cam thì bạn sẽ có cảm giác no lâu, đồng thời sau đó cũng không còn có cảm giác thèm ăn đồ ăn vặt nữa. Đó chính là tác dụng giảm cân tuyệt vời của loại quả này. 7. Thanh lọc máu, ngăn chặn thiếu máu do thiếu sắt. Hàm lượng axit folic trong quả cam giúp cải thiện tình trạng thiếu máu. Đồng thời, cam cũng được xem là một trong những loại trái cây có tác dụng detox và thanh lọc cơ thể. 8. Giảm sưng viêm. Với những ai đang băn khoăn rằng uống nước cam có tác dụng gì, thì nước cam sẽ có tác dụng là tiêu viêm, giảm sưng, chính là một lợi ích vô cùng tuyệt vời mà loại quả này đem lại đối với sức khỏe của con người. Khả năng giảm sưng viêm của cam là một trong những phát hiện rất thú vị mới đây. Các nghiên cứu về dinh dưỡng đã chỉ ra rằng vitamin C có trong cam còn có tác dụng giúp giảm chứng viêm khớp hiệu quả. Ngoài ra, hoạt chất phytonutrient và zeaxanthin cũng như beta-ketoprazeaxanthin từ loại quả mặc nước này còn có tác dụng là giúp hỗ trợ chống lại tình trạng oxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa tình trạng viêm đa khớp một cách hiệu quả. Thính giả thân mến, với những thông tin cung cấp trên đã giúp cho bạn tìm hiểu thêm về những điều cấm kỵ sau khi uống nước cam, cũng như thời điểm uống nước cam lúc nào là tốt nhất để cam trở thành loại quả tốt cho sức khỏe. Đừng quên lựa chọn cam với nguồn gốc tươi sạch, không ngâm chất bảo quản nhé. Chúc quý vị và các bạn có một gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.